Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tin tổng hợp của ống kính hậu trường. Sau đây là các tin mới trong ngày. Azu từng trên tình bạn dưới tình yêu với mỹ nhân này. Sao Việt dậy sóng trước tin Blackpink đến Việt Nam. Trịnh Thăng Bình ngựa quen đường cũ khiến khán giả chán nản. Sốc, Thái Tử Khôn vướng tin đồn có con với ba cô gái. Con gái của nghệ sĩ Mai Phương ngày càng giống mẹ. Kim Duyên không thể vượt qua Henry N. Azu từng trên tình bạn dưới tình yêu với mỹ nhân này. Nhìn vào mối quan hệ của Azu và Juinna từng khiến đông đảo fan không khỏi nghi ngờ. Azu và Juinna là cặp chị em thân thiết đáng ngưỡng mộ ở K-pop. Hai ngôi sao quen biết từ sau màn hợp tác vào năm 2012. Dù trách nhau 11 tuổi nhưng họ lại dễ dàng đồng cảm và trở nên cực kỳ thân thiết. Năm 2015, Azu từng tiết lộ cô và mỹ nhân Goblin tuần nào cũng gặp nhau, thậm chí có tuần họ gặp mặt trực tiếp 8 đến 9 lần. Cặp chị em thân thiết từng công khai nhẫn đôi, nhiều lần tận hưởng những chuyến du lịch ở nước ngoài. Hai mỹ nhân còn mua căn hộ ở cạnh nhau để tiện tâm sự. Juinna từng hóa trang thành ông già Noel để làm Azu bất ngờ. Khi Inna chia tay bạn trai, Azu dành ngày Valentine để đi chơi cùng chị. Trên sóng truyền hình, Inna từng tiết lộ, những lúc tôi mệt mỏi vì lịch trình, Azu sẽ chuẩn bị trước sô-cô-la. Khi tôi chán nản, Azu lại đột nhiên xuất hiện rồi mua quà, mua đồ ăn ngon. Không ít khán giả từng đặt nghi vấn hai ngôi sao thật sự hẹn hò vì mức độ thân thiết, thậm chí còn được cho là trên mức bạn bè. Trước đây, Azu thừa nhận rằng, mọi người xung quanh hỏi liệu có phải chúng tôi đang hẹn hò hay không. Sau đó, nữ ca sĩ định chuyển sang chủ đề khác, không bàn luận quá sâu về tin đồn tình cảm giữa cô và đàn chị. Hiện tại, Azu đang có mối tình đáng mơ ước với nam thần Lee Jong-suk, còn Juinna mặc dù từng vướng nghi án hẹn hò với mỹ nam Lee Jong-kook nhưng nữ diễn viên vẫn xác nhận đang độc thân. Sao Việt dậy sóng trước tin Blackpink đến Việt Nam. Trưa ngày 26 tháng 6, tài khoản mạng xã hội chính thức của Blackpink thông báo địa điểm tiếp theo của tour lưu diễn vòng quanh thế giới Bonping chính là Hà Nội, Việt Nam. Theo đó, buổi hòa nhạc của nhóm nhạc nữ nhà IG sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào hai ngày 29 và ngày 30 tháng 7 năm 2023. Thông tin này lập tức bùng nổ mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả Việt. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, poster concert tại Việt Nam mang về hơn 250.000 lượt yêu thích và gần 70.000 bình luận. Phần lớn mọi người đều tỏ ra phấn khích và nóng lòng được góp mặt trong buổi biểu diễn của Blackpink. Có khán giả còn nhanh tay đặt vé máy bay đến Hà Nội theo đúng thời gian concert được tổ chức. Hòa cùng không khí náo nhiệt đó là Sao Việt cũng không giấu được sự mong chờ, hồ hởi thảo luận. Á hậu Bùi Phương Nga, người đẹp từng sang Thái Lan đu tour diễn của Blackpink hồi tháng 5, bày tỏ trên trang cá nhân, các chị đợi em, Mỹ Đình ngay gần, em đi bộ ra được. Trong khi đó, nữ diễn viên Linh Dương Lan Ngọc Hải hớp chia sẻ về áp lực săn vé đêm nhạc của bộ tứ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Khúc này áp lực ngang, chuyện là tôi có hai đứa cháu mê Blackpink, nó nói gì là người nổi tiếng chắc sẽ săn được vé cho con đi coi, nó có ngờ đâu gì cũng đang lủng sục như bao người. Nữ chính lật mặt 6 Diệp Bảo Ngọc cũng không nằm ngoài cơn sốt concert Blackpink. Cô viết, mua vé Blackpink ở đâu mọi người ơi, giúp Ngọc. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ, ai kiếm được hai vé VIP giúp tôi đi chơi, tôi không dành mấy vụ này. Mặt khác, khi làn sóng thảo luận về việc tranh mua vé concert Blackpink chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người hâm mộ cũng bắt đầu dự đoán mức giá vé của đêm nhạc này. Đồng thời, nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng vài tháng tới, Blackpink sẽ quay lại Việt Nam ở tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trịnh Thăng Bình ngựa quen đường cũ khiến khán giả chán nản. Thời gian gần đây, Trịnh Thăng Bình liên tục dính thị phi từ ồn ào đời tư đến giọng hát. Đặc biệt, dù sở hữu nhiều bản hit cực bự và được các sao nhiệt tình cover, nhưng mới đây, nam ca sĩ bỗng thay đổi lối nhả chữ khiến ca khúc nào qua tay anh cũng trở nên khó nghe gấp bội. Cụ thể, trong đêm nhạc Mê Lang Thang tại Đà Lạt gần nhất có sự góp mặt của Trịnh Thăng Bình, ban tổ chức đăng tải đoạn clip nam ca sĩ biểu diễn để truyền thông. Tuy nhiên, đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trái chiều từ người nghe. Dưới phần bình luận, hàng loạt cư dân mạng đều lên tiếng chê mạnh màn trình diễn này của Trịnh Thăng Bình. Nhiều ý kiến cho biết, giọng ca sinh năm 1988 vẫn ngựa quen đường cũ khi không những chẳng chịu thay đổi cách hát của mình mà ngày làm cho nó trở nên tệ hơn, khi có cách hát khiến khán giả không thể nào nghe được nam ca sĩ đang hát chữ gì. Mặc dù là một ca sĩ gốc Việt, nhưng xem xong màn trình diễn của Trịnh Thăng Bình nhiều người cho biết họ phải cần Việt sắp để có thể hiểu được nội dung ca khúc mà nam ca sĩ đang thể hiện. Cách hát lơ lớ, nốt chữ của Trịnh Thăng Bình khiến người nghe thật sự khó chịu và mong muốn nam ca sĩ hãy trở về cách hát như xưa kia, nếu không người hâm mộ sẽ thoát fan nếu anh chàng vẫn còn giữ thói quen hát như thế này. Đây không phải lần đầu Trịnh Thăng Bình gây tranh cãi về cách hát của mình. Cách đây không lâu, khi đăng tải màn trình diễn khác biệt to lớn lên kênh TikTok cá nhân, nam ca sĩ cũng vấp phải luồng ý kiến trái chiều mạnh mẽ từ phía người nghe. Nhiều netizen bày tỏ sự tiếc nuối dành cho giọng hát tròn vành rõ chữ của Trịnh Thăng Bình trong quá khứ. Sốc, Thái Tử Khôn vướng tin đồn có con với ba cô gái. Phía phòng làm việc hiện chưa đưa ra phản hồi về những ồn ào của Thái Tử Khôn trong những giờ qua. Ngày 26 tháng 6, cái tên Thái Tử Khôn khiến cộng đồng mạng bất ngờ, leo lên vị trí đầu bảng hot search khi Mỹ Nam vướng nghi vấn có bạn gái tên Si. Đáng chú ý, Thái Tử Khôn được cho đã khiến cô gái này mang thai nhưng vừa bỏ trách nhiệm, yêu cầu cô gái bỏ đứa bé đồng thời nhờ mẹ đi giải quyết hậu quả. Câu chuyện này chưa hạ nhiệt, nhiều blogger xứ Trung tiếp tục úp mở thêm thông tin khác liên quan đến Thái Tử Khôn. Nam ca sĩ bị réo tên và tin đồn có con với ba người phụ nữ khác ngoài cô gái tên Si. Danh sách này được cho có sự góp mặt của một fan nữ.
một người là con gái của ông trùm thời trang đang sinh sống tại Thâm Quyến, một người có liên quan đến cái tên Jerry. Sau đó, phòng làm việc của Thái Tử Khôn lại bất ngờ đăng tin tuyển nhân viên pháp chế, yêu cầu có hiểu biết về quy tắc của giới giải trí và am hiểu sâu rộng kiến thức chuyên ngành. Chi tiết này đã khiến công chúng không khỏi ngờ vực và đặt dấu hỏi lớn cho tình trạng hiện tại của Thái Tử Khôn. Thái Tử Khôn sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành vị trí quán quân của chương trình Idol Produce 2018. Sau cuộc thi, anh đã ra mắt rất nhiều single và trở thành người đại diện của thương hiệu nổi tiếng. Ngoài việc là một ca sĩ, anh chàng còn thủ vai chính của bộ phim Tôi Sẽ Không Bị Con Gái Bắt Nạt. Anh từng được mời làm cố vấn thanh xuân có bạn hai cùng Lisa, thành viên cố định của Kip Running, Running Man phiên bản Trung Quốc. Con gái của nghệ sĩ Mai Phương ngày càng giống mẹ. La Vi chụp hình kỷ yếu kỷ niệm cột mốc lên 10, ví như bản sao của mẹ. Kể từ ngày vắng bóng mẹ, con gái Mai Phương được bảo mẫu chăm sóc tận tình và những câu chuyện xung quanh cuộc sống bé La Vi luôn nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng. Mới đây, trên mạng xã hội cá nhân, bảo mẫu của con gái Mai Phương đăng tải khoảnh khắc hậu trường bé La Vi chụp ảnh kỷ yếu kỷ niệm cột mốc lên 10. Có thể thấy, cô bé ngày nào giờ đây đã cao lớn, ngày càng ra dáng thiếu nữ. Càng lớn, bé La Vi được nhận xét như bản sao của mẹ Mai Phương. Nhóc tí tỏ ra thích thú khi được chụp ảnh, đứng trước máy quay La Vi tự tin tạo nhiều kiểu dáng khác nhau. Chăm sóc bé từ nhỏ, bảo mẫu và La Vi có không ít kỷ niệm cùng nhau. Cô viết kỷ yếu kỷ niệm cho em bé 10 tuổi và chúng ta đã chạm cột mốc 10 năm đồng hành cùng nhau. Bé La Vi luôn tích cực tham gia các lớp học và được các bảo mẫu chăm sóc chu toàn trong mọi hoạt động. Nhiều cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho cô bảo mẫu khi đã quan tâm bé La Vi trong mọi mặt, giúp bé có được một cuộc sống tốt nhất. Bé được nhà trường tài trợ học bổng cho tới năm 18 tuổi. Bên cạnh hai cô bảo mẫu La Vi còn được diễn viên Ốc Thanh Vân dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc. Thanh Vân luôn xem con gái của người bạn thân như một thành viên trong gia đình nhỏ của mình. Cô cũng thay mặt Mai Phương cho bé hưởng đầy đủ những quyền lợi về học tập, sức khỏe, vui chơi, không khác gì con ruột. Kim Duyên không thể vượt qua Henny E. Đại diện Việt Nam là Á hậu Kim Duyên không có tên trong danh sách top 10 Timeless Beauty 2022. Vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm đến từ năm cuộc thi sắc đẹp gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supernational và Miss Earth. Á hậu Kim Duyên là đại diện của duy nhất của Việt Nam lọt vào top 20 Timeless Beauty, vẻ đẹp vượt thời gian 2022. Đến tối ngày 26 tháng 6, chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology vừa công bố top 10 người đẹp đi tiếp vào vòng trong. Theo đó, những cái tên góp mặt gồm Miss Universe 2022 Jabon Gabriel, Miss World 2022 Carolina Bielaka, Miss International 2022 Yasmin Sebe. Theo đó, Á hậu Kim Duyên không có tên trong danh sách top 10, đồng nghĩa với việc đại diện duy nhất của Việt Nam chính thức dừng chân ở top 20 chung cuộc. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thành tích của Hoa hậu Henny E đạt được khi chiến thắng Timeless Beauty 2018 vẫn chưa có ai phá vỡ. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng nóng bỏng. Năm 2019, người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đến năm 2021, cô có cơ hội được đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe và dừng chân tại top 16. Cùng năm đó, người đẹp cũng lọt top 63 tại Timeless Beauty 2021. Nàng hậu được xem là một trong những Á hậu may mắn khi có đến hai cơ hội được xuất khẩu. Năm 2022, Kim Duyên được trao sắc đại diện Việt Nam đến với Miss Supernational. Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân và kỳ vọng từ fan sắc đẹp, Kim Duyên đã xuất sắc cán đích với vị trí Á hậu 2. Đây cũng chính là thứ hạng cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này. Chuyên mục tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.